Hey yo, Chào mừng các anh em đã quay trở lại với bản tin cuối ngày của phóng viên Bao La Cả Leo. Với việc là Genshin Impact đổi đội ngũ dịch thuật, bắt trend cùng với lại những cái câu nói gần gũi hơn với lại người chơi. Và cách đây 2 tháng thì mình cũng đã nói về nội dung này với rất nhiều những cái lời khen có cánh cho đội ngũ dịch thuật. Đội ngũ dịch thuật siêu mạnh, hài hước và gần gũi. Tuy nhiên một số người chơi phàn nàn rằng cái việc bắt trend và sử dụng những cái từ ngữ đang hot ở trong giới trẻ hiện tại của đội ngũ dịch thuật hiện tại là chưa linh hoạt và đang có xu hướng là lạm dụng. Việc bắt trend không phải là xấu, nhưng mà chúng ta cần phải áp dụng nó một cách linh hoạt và tinh tế thì mới mang lại cái giá trị giải trí. Nhưng cũng có một số người chơi thì tán đồng cùng với lại đội ngũ dịch thuật, cho rằng dịch như vậy không khô khan và máy móc, miễn là không sai cốt truyện hay là ý ở trong câu, tạo cảm giác hài hước, vui vẻ ở trong game là rất là ổn áp rồi. Chúng ta không nên làm quá mọi chuyện lên như vậy. Còn về cá nhân phóng viên, một cái người có kinh nghiệm ở trong cái việc dịch thuật thì cho rằng đội ngũ dịch thuật hiện tại của Genshin Impact đang làm rất là tốt. Tuy nhiên trên cái cơ sở dịch vụ thì chúng ta cần phải tiếp thu ý kiến để mà cải thiện bản thân mình hơn. Tiếp theo, theo dòng sự kiện của việc bắt trend và nhờ vào một hot YouTuber nổi tiếng. Nên là trong cộng đồng Việt những cái ngày qua đang có một cái trend rất là nổi tiếng, sử dụng gậy ông đập lưng ông, sử dụng đúng nguyên tố đó để mà tiêu diệt cái con trùm nguyên tố đó. Ví dụ chúng ta sẽ sử dụng Tatalia để mà tiêu diệt tinh linh nước trong, sử dụng đi lục để mà tiêu diệt hỏa nguyên bản, và sử dụng sao để tiêu diệt phong nguyên bản. Trong khi rất nhiều anh em chúng ta hiện tại đang miệt mài ship giữa cặp đôi Ito và Koyosara, thì diễn viên lồng tiếng Trung cho Koyosara đã đăng cái hình ảnh trên kèm với lại cái câu tiêu đề. Chúng ta thời dịch nôm na là thật khó chịu, tôi biết rồi. Điều này khiến cho rất nhiều người thốt lên: ôi mẹ chúa, cô ấy thực sự là một tsundere hoàn hảo. Tsundere là một cái thuật ngữ để miêu tả tính cách một cái người ban đầu khi chúng ta gặp thì lạnh lùng, nghiêm khắc, khắc nghiệt, nóng nảy. Nhưng mà theo thời gian khi mà chúng ta quen họ thì họ sẽ trở nên ấm áp, thân thiện hơn rất là nhiều. Đồng thời trên cộng đồng chính thức của Genshin Impact cũng có một cái sự kiện rất là hấp dẫn đang diễn ra, đó chính là đoán xem là ai. Với phần thưởng tượng trưng 160 nguyên thạch cho 30 người, nhưng mà cái sự kiện rất là thú vị, đó chính là chúng ta sẽ dựa vào những cái bóng trong bức ảnh và đoán xem đó chính là nhân vật nào. Và mình sẽ không nói cho ai biết đây chính là bóng của Lumin, Catherine, Kamisato Ayaka và John Lee đâu. Và hôm nay chúng ta đã có thể hoàn thành được cái sự kiện giai điệu vang vọng và nhận được cây đàn mới, đàn vang vọng. Và theo chia sẻ của một số anh em biết nhạc thì cây đạo cụ này âm trầm lấn âm cao quá. Và nó giống với lại Samisen, vì vậy cho nên nó kén bài hơn chứ không phải là dở. Vì vậy cho nên nếu như mà các anh em nào mà đánh đúng cái bản nhạc của nó thì nó thật sự rất là hay. Và không thể cho các anh em chờ lâu, sự kiện chủ đề Chiến binh bí ẩn cũng đã ra mắt tiếp theo. Và chú hề Tatalia của chúng ta hiện tại cũng đang rất là bình yên. Xin nhà lữ hành của chúng ta cho đi cùng và hứa sẽ ngoan. Và ngoài màn chơi sáng tạo thì cốt truyện cũng là cái điểm sáng của sự kiện lần này, với rất nhiều những cái pha gây cấn khịa của Paimon dành cho Tatalia. Cô nàng Roxron Xin Giang cũng đã có nhiều đất diễn hơn, khiến cho chúng ta có thể hiểu hơn về cái nhân vật này. Và khi mà tiếp xúc thì chúng ta cũng thấy rằng Xin Giang cũng là một cô gái rất là thông minh và dí dỏm, đúng không nào? Và tin nóng cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là một nội dung đang câu kéo rất nhiều fan, đó chính là game thủ Genshin Impact đang tìm mọi cách để xóa Aloy. Thật mà nói, đây chính là việc một YouTuber đang tìm thử cách xem có xóa được Aloy ra khỏi game hay không, chứ không phải là game thủ muốn xóa. Và cuối cùng thì cũng không có cách nào để mà xóa được Aloy ra, ngoại trừ một cách duy nhất, đó chính là chúng ta không nhận lá mail đó và để một năm sau nó sẽ tự biến mất. Genshin Impact là một cái game phiêu lưu nhập vai, và việc sưu tầm những cái nhân vật chúng ta yêu thích cũng là một trong những cái thành tựu lớn nhất của Genshin Impact có thể mang lại cho chúng ta. Vì vậy cho nên là việc có được Aloy nó không hề mất đi tính trải nghiệm và mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị về mặt tinh thần. Nhưng mà với việc làm những cái nội dung dễ gây hiểu nhầm như thế này thì cũng đã nhận được mưa gạch đá đủ mà để xây lâu đài từ cộng đồng Genshin Impact. Và không biết là hiện tại các anh em có còn biết được cái này là cái gì hay không. Nó được mệnh danh là cái thứ vô dụng nhất ở trong Genshin Impact. Và đó chính là cái thông tin cuối cùng của bản tin tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng các anh em đã có những giây phút vui vẻ bên Genshin Impact. Còn bây giờ, tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.